đã dành thời gian để đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 3 tháng 12 năm 2016, đã sau gần 9 tháng vụ cá chết ở Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh do chất thải từ công ty gang thép Formosa gây ra. Hàng trăm tấn cá chết chạy dọc 200 km bờ biển từ Hà Tĩnh qua Quảng Bình xuống Quảng Trị rồi đến tỉnh Thừa Thiên. Vì ngư dân không thể ra khơi đánh bắt vì cái vấn đề môi trường bị ô nhiễm, do đó cái vấn đề thiệt hại về kinh tế rất là cao. Thì theo Bộ Lao động và Thương binh Xã hội của Cộng sản Việt Nam thì có khoảng 510.000 người lao động tại 4 tỉnh đó đã mất việc làm. Riêng cái tỉnh Hà Tĩnh là nơi xảy ra vấn nạn tập mua xe thì có đến 74% ngư dân là mất việc làm. Và dĩ nhiên những người thân, những con em của họ cũng không có được miếng ăn. Và mới đây nhất là theo công bố của Tổng cục Du lịch của Nhà nước Cộng sản Việt Nam thì cái vấn đề thiệt hại ở bị cái ô nhiễm môi trường gây ra cho cái ngành du lịch không á là đã thất thoát trên 2.000 tỷ đồng. Thì coi như họ nộp báo là họ đã lỗ đến gần 90% cái số doanh thu hàng năm mà họ thu được. Và ngày 29 tháng 9 vừa qua, theo cái quyết định số 1880 của Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Xuân Phúc thì cái tiền bồi thường cho mỗi người có thuyền ra khơi đánh cá là tính trung bình sẽ được bồi thường từ 3.69 triệu cho đến 5.83 triệu. Và mỗi lao động trên thuyền chỉ được bồi thường trong vòng 6 tháng mà thôi. Thì theo ngư dân ở đây cho biết thì cái mức bồi thường này chỉ tương đương với 6 cho đến 12 ngày lao động của họ. Thì đối với Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam, cái mức bồi thường thiệt hại này sau 6 tháng là coi như xong. Và còn sau đó thì người dân sống chết thì mặc bằng. Kính thưa quý vị, miền Trung của chúng ta, của đất nước chúng ta vốn đã điêu tàn vì hán lũ lụt hàng năm, nay lại thêm cái vấn đề thủy điện, coi như họ xả nước mỗi khi mà mùa mưa lũ đến, họ xả coi như là chỉ có báo trước cho cư dân xung quanh trong vòng vài ba tiếng đồng hồ. Do đó mỗi lần mà những cái thủy điện ở miền Trung họ xả nước ra đó là gây thiệt hại rất là lớn. Thì nếu quý vị theo dõi tin tức báo chí thì chúng ta đã biết, tức là những cái thiệt hại vừa xảy ra trong từ tháng 9, tháng 10, tháng 11. Bên cạnh những vấn nạn về vấn đề ô nhiễm môi sinh ở miền Trung thì nó còn nhiều thứ khác xảy ra trên cái mảnh đất thân thương của chúng ta. Ví dụ như phố Tàu thì mọc lên như nấm suốt từ Bắc chí Nam. Rồi tình trạng xã hội suy đồi về đạo đức thì ở đây tôi nghĩ chắc tất cả chúng ta đa số ai cũng có theo dõi trên Internet hoặc trên YouTube để biết được cái vấn đề cái xã hội Việt Nam hiện nay nó suy đồi như thế nào. Giáo dục thì xuống cấp rất là nghiêm trọng, tư tưởng vọng ngoại, văn hóa thì bị đồng hóa, đạo đức của ngành y thì điều này chắc là cũng khỏi nói. Nếu chúng ta có thân nhân ở Việt Nam thì ai cũng biết khi có người thân vào bệnh viện muốn chữa trị thì cái phong bì là cái điều tiên quyết chúng ta phải có để mà nói chuyện, thì may ra thân nhân mình mới được chữa trị một cách xứng đáng. Thì tất cả những hệ lụy này nó còn kéo dài bao lâu nữa? Câu hỏi này được đặt ra và câu trả lời cũng sẽ là của chúng ta, người dân trong và ngoài nước. Thì đây chính là những cái bằng thanh tang cho dân tộc Việt Nam, và đó cũng là một cái dấu hiệu cho một cái sự diệt vong của một cái dân tộc mà có 4.000 năm văn hiến.
chúng ta thấy Tây Tạng, và chúng ta sẽ thấy quê hương của chúng ta trong tương lai rất có thể cũng sẽ giống như vậy. Nhưng tất cả những cái hiểm họa đó chúng ta có thể tránh được, chúng ta có thể đề phòng được. Còn một cái nguy hiểm và tiềm tàng, một cái hiểm họa tiềm tàng trong mỗi người con dân Việt Nam, cái đó là chính là cái sự sợ hãi. Tại vì nếu chúng ta có thân nhân Việt Nam, chúng ta có bạn bè Việt Nam, khi chúng ta nói chuyện với họ, chúng ta sẽ thấy, tức là đa số vẫn chưa ai dám lên tiếng, đa số vẫn chưa ai dám nói về những cái sự thối tha của chế độ đó. Và đa số sinh viên, thanh niên thì hầu như họ thờ ơ với vận mạng của đất nước. Họ chỉ lo kiếm tiền, lo du hí, lo mua xe, mua sắm nhà. Thì 60 năm dài đã trôi qua, tuy đất nước Việt Nam chúng ta phải sống dưới cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự đàn áp đẫm máu, khủng bố về tinh thần lẫn thể xác, nhưng bọn chúng vẫn không thể bóp chết được những cái trái tim yêu nước. Họ vẫn ý thức được một số nhỏ, họ vẫn ý thức được cái trách nhiệm của mình đối với quê hương và đối với dân tộc. Dòng máu hào hùng của Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần trong lịch sử vẫn còn âm vang mãi. Ngày xưa chúng ta có anh hùng Nguyễn Thái Học, đảng trưởng của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Năm 19 tuổi, ông đã cùng với Phó Đức Chính lập ra Nam Đồng Thư Xã, nơi tụ hội của những thanh niên có lòng yêu nước và thương dân. Năm 1927, khi mới 25 tuổi, ông đã lãnh đạo nhân dân đứng lên kháng chiến chống Pháp để giành độc lập cho quê hương. Đảng trưởng Trương Tử Anh, người đã sáng lập Đại Việt Quốc Dân Đảng, năm 1939, khi ông mới 25 tuổi. Ông cũng là một trong những người trẻ tuổi nhất lãnh đạo Mặt trận Quốc Dân Đảng Việt Nam. Nhà cách mạng dân tộc Lý Đông A với chủ nghĩa duy dân, khi mới 22 tuổi, ông đã sáng lập và trở thành tổng thư ký của Đại Việt Duy Dân Cách Mạng Đảng để kháng chiến chống Pháp và chống Việt Minh. Đức thầy Huỳnh Phú Sổ, người đã sáng lập và là vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Hòa Hảo khi mới có 19 tuổi. Năm 25 tuổi, ông đã tham gia Mặt trận Quốc gia Thống nhất. Năm 26 tuổi, ông đã thành lập Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng. Và năm 1946, để cùng chống thực dân Pháp và Việt Minh ở miền Tây Nam Bộ Việt Nam. Thời gian gần đây, những thanh niên yêu nước, họ là những trí thức trẻ, tuổi đời ngoài đôi mươi, dám hy sinh thân thể, hy sinh sự nghiệp, hy sinh cả mạng sống của mình cho nền độc lập dân tộc. Ví như Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Đinh Nguyên Kha, Phạm Thanh Nghi, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Họ đã chấp nhận đi tù để lên tiếng cho những cái thảm họa đang xảy ra trên quê hương. Kính thưa quý liệt vị, vận mệnh của đất nước phụ thuộc vào chính chúng ta, người Việt trong cũng như người Việt ở ngoài nước. Không ai có thể giúp chúng ta giải thể được cái đại họa cộng sản nếu chúng ta không tự làm công việc đó. Chúng ta, cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại, luôn luôn đứng trong cùng một mặt trận để chung lưng cứu nước và sẵn sàng cũng như luôn luôn tích cực ủng hộ cho đồng bào trong quốc nội để vượt qua sự sợ hãi, nhằm dấn thân đấu tranh để giải thể chế độ cộng sản và ngăn chặn cái hiểm họa tàu cộng trong tương lai. Thay mặt anh em tuổi trẻ nước hải ngoại Canada, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị.